Cảm ơn các bạn. Một cái giai điệu rất là quen thuộc, và em thấy một cây đàn rất cảm xúc, rất là đẹp, và một cây đàn rất đẹp về hình thức và rất hay về âm thanh, và với một cái giá chi tiêu hết sức vừa phải, hết sức vừa phải. Thậm chí là nếu mà với cái độ hay, độ đẹp của cây đàn thì có thể coi đây như là một một chi tiêu rất là tiết kiệm, và có thể là một một cái cây đàn giá rất rẻ so với những cái về hình thức và âm thanh các bạn vừa nghe. Vâng, bây giờ chúng ta cùng xem cái mặt trên cây đàn. Xin mời các bạn nhìn qua. Vâng, đây. Đấy, đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, rồi các bạn nhìn ở cái mặt dưới. Rồi, thì chúng ta sẽ thử phím và thử các cái kỹ thuật, nhưng mà thì muốn giới thiệu luôn với các bạn rồi, về những cái đẹp của cây đàn này. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nghe 88 phím của cây đàn. Đây, vâng. Màu sắc âm thanh nó rất là đều đấy. Lực trên các cái phím mà Hiếu chơi ấy, nó rất là đều nhau nữa đấy. Để chúng ta cùng thử một kỹ thuật khó. Đấy, Hiếu tremolo rất là lâu, nhưng các bạn thấy rằng là cái đàn đáp ứng rất là tốt. Với một cường độ âm thanh mạnh như vừa rồi, nhưng các bạn thấy hoàn toàn cây đàn nó không có một cái tiếng rè nào cả. Rồi, thì chúng ta cùng xem cái phần phía dưới của cây đàn. Đó. Đấy, các bạn thấy không ạ? Giờ một cái phần ngựa, phần các cái nỉ để tránh những cái tạp âm nhỏ nhỏ vẫn còn rất là nguyên. Đây, các cái bê đàn, và các bạn để ý thấy những cái con ốc này, đấy, những cái tai hồng này, tuy nó là những cái nhỏ thôi, nhưng các bạn để ý sẽ thấy rằng là người ta làm ở những cái chi tiết rất là cầu kỳ, rất là kỹ, thể hiện đây là một cây đàn mà khi họ 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 làm ấy, rất là ở phân khúc cao. Đấy, ngay như bạn thấy rằng là cái chỗ chân này, đấy, để tránh cho chân chúng ta đạp vào đây, đấy, nó tránh xây xước, đồng thời nó làm kiên cố hơn cái góc bê đan này, đấy, và trang trí nữa thì bạn thấy rất là cầu kỳ. Đấy, bên cạnh đây chúng ta nhìn thấy cái chân đây. À, các bạn lên trên này, đây cái chân các bạn thấy rằng là cong vuông rất là đẹp, cả cái hồi này đúng không ạ? Đấy, cũng rất là đẹp. Vâng, đấy, thì mời các bạn xem cái phần bên trên này. Đấy, đấy, đèn đây, cái này nữa. Đấy, rất tuyệt vời đúng không các bạn? Vâng. À, bây giờ mời các bạn xem phần sáo bọ. Vâng. Wow. Rất 1 2 3 4 5 6 cái cột trống rất là chắc chắn, là có hai cái hộp cộng hưởng phụ. Đấy. Các bạn thấy rằng là toàn bộ sáo bọ này từ trên này. Đây. Đây. Đấy, đều không có một cái vết nứt vỡ nào cả. Rất là chắc chắn. Rất vang các bạn nhé. Rất vang, rất chắc chắn, em nghĩ là một cây đàn rất là tốt. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại với cái phần bên trong. Và các bạn thấy rằng là các chốt pin được làm bằng thép trắng. Đấy, các bạn thấy không ạ? Là chốt pin đều được làm bằng thép trắng này. Đấy. Rất đều, không có cái nào cao, cái nào thấp cả. Và về chốt pin thì khi Hiếu lựa chọn bộ đàn thì Hiếu chọn cây rất là còn chất lượng rất là cao. Đấy, thì chúng ta sang búa. À, các bạn thấy có cái thương hiệu đây, đấy, Royan, đấy là thương hiệu búa mà rất nhiều hãng piano sử dụng. Và đây theo này các bạn, đấy, bạn thấy cái bộ búa mà vẫn còn rất là mới đúng không ạ? Đây, các bạn để ý thấy ví dụ như thế này. Một cái búa mà cái lông cừu ép nó còn nguyên như thế này. Trong cái âm thanh nó còn rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo. Đây các bạn thấy là lò xo này, dây co trước này,
da này, dạ này, đấy các cái đoạn bên trong này. Đấy. Cái cho các bạn rất cẩn thận đây, các bạn nhìn thấy cái góc bên trong như thế này. Đấy. Đấy. Rất tuyệt vời. Vâng. Những một cây đàn mà có lẽ là chúng ta chỉ có điểm khen thì tôi chưa tìm thấy một cái điểm nào để chê cả. Để chúng ta cùng xem là cây đàn này đã trước khi xuất khẩu sang Việt Nam thì đã được Hiệp hội Piano đã qua sử dụng của Nhật họ đánh giá lại như thế nào. Vâng. Tôi tin là sẽ có bạn gọi điện cho tôi và ngay sau khi xem chương trình này, tôi tin điều đấy. Vâng. Bruno, vâng, B3 với nọc sản xuất 1981, cao 1m33 các bạn nhé. Vâng, body B, key A, pin A, action A và support A. Vâng, một cây đàn mà 4 tiêu chí chính đều là A. Đấy, như các bạn biết rằng là B thì hoàn toàn cũng không phải là thấp. Vậy nên tôi nói rằng là người ta đánh giá rất là nhiều nấc. Đấy. Vâng. Tuyệt vời. Vâng, cây đàn này tôi rất thích. Vâng, tôi rất